Lên cho mọi người em sạc dự phòng không dây của Goojodoq mà còn sạc nhanh nữa. Thiết kế cực kỳ siêu mỏng, đút túi quần tiện lợi. Vậy mà dung lượng 5000mAh lận đó. Nhiều màu sắc để lựa chọn lắm nha. Ở đây mình có phiên bản màu bạc nhìn cũng sang. Mặt ngoài là cái lớp nhựa phủ kim loại, nhìn cũng khó là biết là kim loại thật hay không. Mặt bên trong là nhựa đen có dấu hiệu của vòng sạc. Sạc nhanh không dây 20W mà còn nhỏ gọn, cầm trên tay không quá nặng nên mình có thể dễ dàng bấm điện thoại. Ngoài ra nó còn có cổng Type C để các bạn có thể cắm sạc nếu mà các bạn không thích không dây nha. Nó không chỉ sử dụng được cho iPhone mà còn hỗ trợ những cái thiết bị khác, miễn là sạc không dây như là Android, đồng hồ thông minh. Bên trong cục sạc này là 500W giữ mạnh, không lo bị rơi đâu nha. Xài với iPhone thì quá là over hợp. Đối với những cái ốp lưng mà không có cái vòng sạc không dây như thế này nè, hãng cũng cho cái vòng sạc kim loại để các bạn có thể dán vào cái ốp nha. Nói chung là sau khi sử dụng em sạc dự phòng không dây của Goojodoq này thì mình sẽ say goodbye với những dây sạc cồng kềnh. Sạc mà như không sạc như thế này thì phải gọi là quá tiện luôn á.